Xin chào các bạn. Thì xin mời các bạn tiếp tục trở lại với khu ruộng mô hình canh tác lúa thông minh. Thì khu ruộng này được xạ vào ngày 1/12 tháng 12 năm 2023 vừa qua các bạn. Thì lúa đến nay cũng đã được 76 ngày rồi. Và lúa đang trong giai đoạn cong cái me. Nhìn rất là bắt mắt các bạn. Thì các bạn có thể thấy rằng các cái bông lúa thì đang vào giai đoạn vào chắc, rất là đẹp. Bông hạt rất là nhiều, vàng quại, hiểu hạt. Và khu ruộng này có diện tích là gần trên 8 hecta các bạn. Với sự phối hợp thực hiện của Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ Nông nghiệp tỉnh Hậu Giang cũng như là Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn của tỉnh Hậu Giang cùng đồng hành các công ty hỗ trợ thực hiện như là công ty Sài Gòn Kim Hồng thì hỗ trợ cái khi mà trình diễn thì đưa cái máy xạ cụm xuống xạ, còn giống thì được sự hỗ trợ của giống RVT do công ty cổ phần giống cây trồng miền Nam hỗ trợ giống. Còn phân bón thì được hỗ trợ bởi công ty phân bón Bình Điền. Ngoài ra thì thuốc bảo vệ thực vật trong quá trình canh tác chăm sóc thì có công ty Bayer hỗ trợ. Các bạn thấy là bữa nay thì lúa vào giai đoạn cong cái me thì rất là đẹp. Hình như là trên cánh đồng thì không có bông lúa cỏ và các giống lúa khác, và cỏ cũng có, nhìn rất là bắt mắt các bạn. Và lúa trong cái giai đoạn vào chắc rất là đẹp. Ở phía trên bờ thì cũng có trồng hoa xô nhái nhằm thu hút thiên địch để tấn công lại các cái loại dịch hại, côn trùng gây hại trên lúa theo mô hình lúa sinh thái các bạn. Và các bạn thấy là cái lúa xạ theo cụm theo hàng nè, nhìn rất là bắt mắt, bông lúa rất là sáng chắc, bông dài, rất là nhiều hạt trên một bông. Chúng ta nhìn phía ngoài bờ vào thì thấy là bông rất là quằn quại các bạn, nhiều hạt, bông dài nhiều hạt. Chúng ta thấy là cái chỗ này thì bông lúa dài rất là chịu hạt các bạn. Thì hứa hẹn đây sẽ là một vụ mùa bội thu. Và đặc biệt năm nay thì ngoài trúng mùa thì bà con nông dân cũng rất phấn khởi là hiện nay giá lúa cũng đang ở mức rất là cao các bạn, trên dưới 10.000 đồng trên một ký lúa tươi. Thì như đã giới thiệu thì cái khu ruộng trình diễn này xạ bằng máy xạ cụm các bạn, chỉ xạ với lượng giống là 6 ký trên 1.000 mét vuông thôi, sử dụng cái giống lúa RVT. Nhưng mà các bạn thấy là lúa sử dụng, mặc dù sử dụng giống lượng giống ít nhưng mà cây lúa nở rất là tốt, kèm theo đó là bông chịu hạt dài, bông dài nhiều hạt các bạn, và bông là sáng chắc.
Bạn thấy vị trí này bông quăng quại. Lúa như thế này thì chắc chắn là sẽ trên tấn, trên một tấn, trên một công thôi các bạn. Mời các bạn tiếp tục đi vào khu vực bên trong của mô hình canh tác lúa thông minh. Như đã giới thiệu thì khu vực ruộng trình diễn này với diện tích là 8 hecta các bạn. Chúng ta thấy là lúa rất là đẹp. Dự kiến thì khu vực ruộng này sắp tới cũng sẽ tiếp tục tổ chức tổng kết mô hình các bạn, gắn với tổ chức cái buổi trình diễn một số cái máy móc thiết bị, trong đó thì có máy gặt đập liên hợp, cắt sắt gốc, rồi máy bơm gom, rồi cuộn gom, cũng như là trình diễn cái một số cái chế phẩm xử lý gom rạ. Sẽ phối hợp với công ty Sài Gòn Kim Hồng cũng như là một số các công ty khác cùng tổ chức. Thì như đã nói thì cái ruộng này là một khu ruộng này là một trong những cái khu vực để phục vụ cho Festival Quốc tế Ngành hàng Lúa Gạo được tổ chức tại Hậu Giang vào năm 2023 vừa qua các bạn. Có được cái mô hình tốt như vậy thì có sự phối hợp tốt giữa người nông dân, rồi giữa Sở Nông nghiệp, Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ Nông nghiệp của tỉnh Hậu Giang cùng đồng hành của với các công ty Sài Gòn Kim Hồng, công ty Bình Điền, công ty giống cây trồng miền Nam và công ty Bayer. Đây là một trong những cái mô hình phối hợp giữa công và tư, hợp tác công tư rất là tốt. Và chúng ta thấy cái vị trí này thì lúa phát triển theo bụi từng bụi nè các bạn. Một cụm lúa như thế này thì có thể là trên 20 bông trên một cụm, và bông dài nhiều hạt và sáng chắc các bạn. Cảm ơn bạn đã xem video, hãy đăng ký kênh để xem những video tiếp theo nhé.